Người Trung Quốc cay cú ra mặt khi xem vlogger review tiêu hết 500 nhân dân tệ trong nửa ngày, mức tiêu thụ ở Việt Nam quá cao. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Netizen React. Các bạn thân mến, vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, trên mạng xã hội video Isigua đã xuất hiện một video của vlogger người Trung vừa sang Việt Nam du lịch với tiêu đề "Tôi chỉ mất nửa ngày để đến Việt Nam và tôi đã tiêu 500 nhân dân tệ, mức tiêu thụ ở Việt Nam hiện nay quá cao." Trong video, anh chàng này cho biết anh vừa đến Lào Cai hôm nay và đã tiêu hết 500 tệ. Với mức chi tiêu này, cho thấy chi phí của Việt Nam hiện nay quá cao. Sau đó, những người nào mà muốn đến Việt Nam phải suy nghĩ cho kỹ. Đừng có xem mấy cái video trên mạng cho rằng sang Việt Nam rất dễ kiếm vợ. Anh còn nhận thấy rằng người Việt Nam có nhiều tiền hơn người Trung Quốc. Lương và chi phí ở Việt Nam đều cao. Nhà ở Trung Quốc đều là do những nhà bất động sản xây dựng nên. Còn ở Việt Nam là do người dân tự xây nên những căn nhà nhiều tầng mà còn đẹp. Ngoài ra anh còn cho biết, hiện nay một bát bún phở ở Lào Cai là 80.000 Việt Nam đồng, tức khoảng 24 tệ. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 100.000, khoảng 30 tệ. Năm 2019 ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 20 đến 30.000 đồng, còn hiện nay ở Trung Quốc một bát cũng chỉ có 10 tệ. Bài viết này sau khi đăng tải thì đã nhận được rất nhiều phản hồi đến từ cư dân mạng Trung Quốc. Đa số cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra rất bất ngờ và thậm chí có người không tin những điều mà anh chàng vlogger này chia sẻ là sự thật. Bên cạnh đó, vẫn còn có rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã tin đó là sự thật vì họ đã được nghe hoặc thấy một số người bạn đang học tập và sinh sống tại Việt Nam kể lại. Hiện tại, bài viết này vẫn không ngừng nhận về những bình luận trái chiều đến từ cư dân mạng Trung Quốc. Vậy cụ thể họ đã nói gì thì hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Nhân dân tệ đã mất giá. Làm sao một nước nghèo như Việt Nam có thể qua mặt Trung Quốc? Tôi không ngờ Việt Nam lại phát triển nhanh như vậy. Nước nghèo nhưng dân giàu, giàu ở đây chỉ là tương đối, chưa giàu thực sự nên mức tiêu dùng cao. Các nước khác có nghèo không? Việt Nam không lớn bằng Vân Nam. GDP của Vân Nam, Quý Châu và Quảng Tây không nên so sánh với những nơi khác. Lương thấp nhưng người ta sống vui vẻ, không áp lực, huống chi nợ nần, vay mua xe. Ở Việt Nam, bất kể bạn làm gì, bạn sẽ bị tàn sát, chẳng hạn như đi ăn uống, đi taxi, mua sắm, vân vân. Bởi vì bạn không hiểu tiếng Việt và là người Trung Quốc nên họ sẽ nói giá cao hơn. Tuần trước tôi cũng mới đi về. Họ thậm chí còn tàn sát chính người dân của họ ở Việt Nam, miễn là họ không nói giọng địa phương của họ, hoặc họ có vẻ giàu có, họ sẽ lừa dối. Huống hồ là người Trung Quốc, chúng ta không phải luôn nói rằng họ nghèo ở Việt Nam sao? Càng khoe càng bị chém, ai bảo chúng ta suốt ngày khoe tiền với họ? Mau về nước đi, không đủ tiền ăn ở. Hãy tiết kiệm tiền và quay lại tự sửa nhà của bạn, đừng tiêu tiền ở Việt Nam. Bạn mời người ta ăn món này, món nọ suốt ngày, họ tưởng bạn là triệu phú. Vâng, mức tiêu dùng của Việt Nam quá cao so với khả năng chi trả. So sánh kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu giữa các nước Đông Nam Á và các tỉnh của Trung Quốc năm 2022, xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 730 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu đạt khoảng 371,8 tỷ đô la Mỹ. Xuất nhập khẩu của Thái Lan đạt khoảng 590 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu đạt khoảng 287 tỷ đô la Mỹ. Xuất nhập khẩu của Indonesia là khoảng 530 tỷ đô la Mỹ và xuất khẩu của họ là khoảng 290 tỷ đô la Mỹ. Xuất nhập khẩu của Quảng Đông khoảng 1,24 nghìn tỷ đô la Mỹ, Giang Tô xuất nhập khẩu khoảng 810 tỷ đô la Mỹ. Xuất nhập khẩu của Chiết Giang đạt khoảng 700 tỷ đô la Mỹ, Thượng Hải là 620 tỷ đô la Mỹ, Bắc Kinh là 540 tỷ đô la, Sơn Đông là 500 tỷ đô la Mỹ và các tỉnh khác chỉ đạt từ 50 đến 300 tỷ đô la Mỹ. Lưu ý, 10 hoặc hàng trăm chữ số cuối cùng được làm tròn đến gần đúng. Tỷ giá hối đoái trung bình của đô la Mỹ vào năm 2022 là 6,726. Việt Nam đứng thứ 3 sau Quảng Đông và Giang Tô của Trung Quốc trước Chiết Giang. GDP tuy không cao nhưng nếu có nhiều đơn hàng thì có nhiều cơ hội việc làm, người dân có tiền. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc có GDP cao nhưng đơn hàng xuất khẩu ít và cơ hội việc làm ít hơn, tự nhiên không quá giàu. Tất nhiên, những người trong hệ thống giàu có và họ có thể giữ thu nhập của mình trong hạn hán và lũ lụt.
Khi sang Việt Nam, cảm giác đầu tiên mà nó mang lại cho chúng tôi là mâu thuẫn và cạnh tranh. Cuộc sống ở đất nước này đôi khi nhịp độ nhanh và đôi khi nhịp độ rất chậm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Việt Nam đã thu hút nhiều khách du lịch với nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Việt Nam có lực lượng lao động đông đảo, trong đó có nhiều người gốc Hoa. Nghe nói một công ty lớn của Việt Nam sử dụng 40.000 công nhân và hơn 4.300 nhân viên Trung Quốc. Tỷ lệ này có thể được tưởng tượng. Nhưng theo tôi biết, một số công nhân này có mức lương hàng tháng chỉ 3.000 nhân dân tệ, nhưng họ không muốn quay lại Trung Quốc để phát triển. Trên thực tế, nó rất đơn giản. Ngay cả khi mức lương như nhau, mức tiêu dùng ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. 3.000 có thể hỗ trợ các chi phí khác nhau của một gia đình trong một tháng và điều kiện sống tốt. Điểm quan trọng nhất là ở Việt Nam không cần tăng ca, miễn là đủ khối lượng công việc. Ở Trung Quốc, mọi người đều có năng suất cao, ngay cả với mức lương cao, mỗi ngày đều mệt mỏi. Ngược lại, nhiều người sẵn sàng ở lại và phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo tôi, người Việt Nam dù ít căng thẳng hơn trong cuộc sống, công việc dễ dàng nhưng xa gia đình vẫn chưa có cảm giác thân thuộc. Tốt nhất là phát triển trong nước. Giờ đây, khi ngày càng có nhiều chính sách an sinh được đưa ra, tôi tin rằng đời sống của công dân sẽ ngày càng tốt hơn. Tôi ghen tị với hệ thống Phật giáo của họ, hạnh phúc và hạnh phúc. Không lo con không được đến học trường tốt, không lo tiền thế chấp và vay mua xe hàng tháng, không phải lo lắng về lương hưu và chăm sóc y tế trong tương lai. Người Việt không mua nhà ở thành phố, họ xây biệt thự nhỏ xinh, một hoặc hai tầng trên đất của họ, và họ xây một cái sân lớn với một cái lán ở phía trước. Học ở Việt Nam rẻ và chăm sóc y tế miễn phí. Việt Nam ngày xưa học Trung Quốc rồi đi theo con đường riêng, từ hữu hóa đất đai, giờ phát triển ngày càng tốt. Năm nay, kinh tế các nước trên thế giới đều không tốt, Việt Nam tăng trưởng 7,7%. Khi nền kinh tế của Hoa Kỳ và phương Tây được cải thiện, nó có thể mang lại cơ hội cho Việt Nam. Envision sẽ đuổi kịp Hàn Quốc vào năm 2045. Sự phát triển của Trung Quốc thì ngược lại, còn môi trường bên ngoài, mọi thứ đều do Mỹ gây ra. Người nước ngoài chỉ được viết tên tiếng Việt khi mua nhà và chi phí sinh hoạt ở Việt Nam cũng tương tự như ở Trung Quốc. Người nước ngoài chỉ có quyền tài sản 50 năm, nhà hình thành sau này chỉ được bán cho người nước ngoài, không được bán cho người Việt Nam. Người Việt Nam có quyền tài sản vĩnh viễn. Người Việt Nam rất biết tận hưởng cuộc sống. Cả thế giới bây giờ giống nhau. Điều đó cho thấy sự phát triển là tốt. Bạn không biết rằng các nhà máy của Việt Nam đã ngừng hoạt động vì thiếu đơn hàng, xuất khẩu giảm mạnh trong 4 tháng liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả trong trường hợp lao dốc kéo dài 4 tháng, Việt Nam vẫn kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của mình là 6,5%, nhưng tăng trưởng kinh tế thống kê trong quý 2 là 7,7%, vượt xa kỳ vọng của chính họ. Tăng trưởng quý 2 của Việt Nam là 7,7%, độc nhất vô nhị trên thế giới. Và còn rất nhiều những bình luận khác nữa của cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự phát triển kinh ngạc đối với Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây. Có thể Việt Nam không hẳn là một quốc gia phát triển với nền kinh tế vượt trội, nhưng chúng ta tự hào vì con người Việt Nam rất thân thiện, hòa nhã, môi trường sống dễ chịu, tình hình chính trị ổn định, nhiều cơ hội cho mọi người sinh sống, chi phí sinh hoạt phải chăng. Đây cũng không hẳn là điều mà chỉ mỗi chúng ta nhận ra mà các du khách khi đến Việt Nam đều phải gật gù đồng ý. Còn các bạn có cảm thấy như vậy hay không? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé! Video cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!